Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thành Luân. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Chúng ta tập ở gam rê thăng thứ với nốt cao nhất của bài hát là nốt pha thăng 4. Đối với các bạn nữ thì chúng ta có thể tập ở gam son thăng thứ hoặc la thứ các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trước khi video bắt đầu thì các bạn đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký để ủng hộ và đón xem nhiều video tiếp theo trong thời gian tới của mình nhé. Nào, mình sẽ ăn mẫu, sau đó chúng ta sẽ đi chi tiết nhé. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi ngỡ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài hiên mùa đông cây bàng lá đổ. Ở đoạn đầu tiên này nó là cái đoạn gian, có nghĩa là chúng ta sẽ hát tự do. Tất nhiên là cũng sẽ bám nhịp tùy theo cái nhạc beat các bạn hát, có thể là beat piano, guitar hoặc là những cái bản phối hoàn chỉnh. Các bạn có phải cân đối nhá. Nào, ở ngay đầu tiên chúng ta đã phải có những nốt cao rồi thì chúng ta chuẩn bị làn hơi chắc hơn. Đối với chữ ơi thì chúng ta mở ngang miệng ra một chút, ngáp trong, chữ già cũng như vậy. Nào, chúng ta sẽ tập chi tiết này. Mẹ ơi, và vút về chữ y nhá. Mẹ ơi, con đã xa rồi, mẹ ơi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Nào, mẹ ơi, hát thẳng. Mẹ ơi, hơi lớn một chút, đổ về chữ y. Con đã lớn lên. Con đã già rồi. Già rồi hát thẳng xuống. Con ngồi nhớ. Nhớ chúng ta lớn lên. Nhớ mẹ, hát thẳng xuống. Âm lượng của cái chữ nhớ mẹ hát nhỏ thôi nha. Nhớ mẹ khóc như ngắt chữ khóc nhanh. Khóc như trẻ con. Trẻ, chúng ta lưới lên. Con bỏ nhỏ thôi, âm lượng nhỏ thôi nha. Nào, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Ở hai câu đầu tiên này nó khá là quan trọng, nên các bạn cần phải chuẩn bị kỹ nhá. Kỹ làn hơi, khẩu hình tập luyện trước khi chúng ta vào bài hát nha. Nào, mẹ ơi, con đã xa rồi, lấy hơi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Tiếp luận, mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi ngỡ ngàng nhớ ngôi nhà xưa. Tương tự, mẹ ơi, con đã già rồi thì giống câu đầu tiên. Con ngồi ngỡ ngần, chữ ngơ luyến lên này. Con ngồi ngỡ ngần, tụt xuống chữ ngần luôn. Con ngồi ngỡ ngần nhớ ngôi, mình luyến này, nhớ ngôi nhà xưa. Nhớ ngôi nhà xưa. Nhớ ngôi nhà xưa. Các bạn làm của mình đi. Nhớ ngôi nhà xưa. Ngân dung và giảm âm lượng nha. Rồi, các bạn làm của mình hai câu này liền mạch luôn nha. Ở giữa câu thì chúng ta có thể lấy hơi. Nào, 2, 1. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Tiếp luôn. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi ngỡ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Tiếp luôn. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài hiên mùa đông cây bàng lá đổ. Nào, Ngày xưa cha ngồi uống rượu. Ngày xưa hát thẳng mà hát nhỏ thôi nhé. Ngày xưa, kìm âm lượng lại. Ngày xưa cha ngồi uống chúng ta luyến lên.
cha ngồi uống rượu. Rượu, rượu và tròn môi là chữ U nhá. Sau đó ngắt có dấu phẩy chúng ta lấy hơi. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Mẹ ngồi đan áo. Mẹ ngồi đan áo. Ngồi chúng ta vuốt về chữ Y, áo chúng ta luyến lên. Áo và với âm lượng nhỏ thôi, kìm lại nha. Cái bài này nó khá là khó nên mình sẽ đi chi tiết, có thể nó hơi vụn bài một chút nhưng các bạn hết sức thông cảm nha. Nào, ngày xưa các bạn đi cùng mình. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Lấy hơi. Ngoài hiên, ngoài hiên chúng ta phải y e yên, nhà phải đóng với chữ N. Ngoài hiên mùa đông cây vàng lá đổ. Đổ ngân dung và giảm lượng. À, cái chữ lá này mình hát theo cách của mình thôi. Chứ còn bản gốc của bài hát sẽ là mùa đông cây bằng lá đổ. Các bạn có thể hát như vậy và có thể hát theo cách của mình. Ngoài hiên mùa đông cây bằng lá đổ. Mình luyến như vậy giống cái lá nó lượn lượn nhỉ. Nó hơi gọi là tượng hình chút. Nào các bạn đi cùng mình hai câu về khổ một nha. Ngày xưa 2 1. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài hiên mùa đông cây bàng lá đổ. Rồi khổ 2. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nắm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Rồi chi tiết nào. Ngày xưa chỉ hát, hát đóng chữ T lên nha. Ngày xưa chỉ hát vu vơ, hát chúng ta luyến lên đóng chữ T thật nhanh và thật chắc, tại vì chữ hát này lên cao khá là khó hát. Vu vơ chúng ta đổ xuống và hơi lái tí. Ngày xưa hát thẳng, ngày xưa mở ngang miệng này, nếu mà khó quá thì các bạn cảm giác hở răng nhiều hơn. Ngày xưa chỉ hát, đóng chữ T nữa nha. Hát vu vu vơ, lấy chữ vu đổ xuống chữ vơ nha. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nắm mơ. Sau chữ vu vơ chúng ta lấy hơi thật nhanh, gọi là lấy hơi trộm các bạn nhé. Nào các bạn đi cùng mình này. 2 1. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nắm mơ. Giảm xuống nha. Chữ mơ chứ không thể hát to được. Nắm mơ thì nghe nó sẽ gắt quá. Này mình đang ngủ mơ mà hát như thế là giật mình mất nha. Ngủ mơ kìm lại. Những câu ca cổ cho em nắm mơ. Rồi. Ngày xưa hát thẳng. Ngày xưa mẹ đắp cho con. Đắp nó là về chữ P, cũng khá là khó hát là âm đóng. Chúng ta phải đẩy mạnh lên và khép lại chữ P nhỉ? Chữ P thì đóng lên mũi. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ. Tấm khăn luyến này. Tấm khăn quàng cổ. Cổ luyến xuống. Tấm luyến lên. Cổ luyến xuống. Ấm hơi. Luyến chữ ấm lên. Ấm hơi mẹ tôi. Cái câu này chúng ta cái âm lượng cũng thế nhưng mà nó to hơn cái chữ mơ ở câu đầu tiên các bạn nhé. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. À, tôi y và ngân dung giảm âm lượng các bạn nhé. Ngân dung và giảm âm lượng. Tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Rồi tiếp nào. Ngày xưa, chỗ này nhỏ tại vì nó tương phản với hai câu đầu tiên. Ngày xưa bên giường cha nằm, lấy hơi. Mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không thành. Nào, ngày xưa nhỏ thôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, lấy hơi. Mẹ ngồi xa vắng. Ngày xưa bên giường cha, luyến chữ cha. Cha nằm. Nằm thì đóng về chữ M. Nằm. Mẹ ngồi xa vắng. Mẹ ngồi xa vắng. Luyến lên ngân và dung.
nhìn cha, cha mở ngang đẩy nhiều cái hơi ra nhưng mà phải nén cái làn hơi chắc xong mới đẩy ra các bạn nhé, nén rồi mới được đẩy. Nhìn cha, thương cha, thương cha chi lớn, chạm ra hát nhỏ nhưng mà chi lớn chúng ta nhấn vào đẩy cái âm lượng ra có cái độ gần ở đấy nhá. Cái chi lớn không thành là một cái sự gọi là đau khổ, là đau khổ đối với người đàn ông, có nghĩa là mình thương cha mình, mẹ thương cha nhưng mà mình cũng thế, bản thân mình cũng thế, kiểu nghĩ cha mà kiểu ngày xưa mà cha cứ vất vả mà làm mãi một việc không thành công, nhiều thất bại thì mình cũng nghĩ lại thì mình thấy thương vậy thôi. Thực ra mới đầu nghe anh Tùng Dương hát bài này mình cũng khá là xúc động. Nhìn cha, thương cha chi lớn không thành, chi lớn là mạnh mẽ lên, to lên, to tát lên nhưng mà không thành, chúng ta là một cái sự giống như thất bại chúng ta kìm lại nhá. Nhìn cha, thương cha chi lớn không thành đó, các bạn đi cùng mình cả khổ này nhá. Ngày xưa là 2 1, ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng. Nhìn cha, thương cha chi lớn không thành. Rồi và sau đó chúng ta vào điệp khúc. Điệp khúc thì nó với một cái âm lượng lớn hơn, cái nốt cao là cao nhất rồi, nên cho các bạn linh hoạt cái môi, linh hoạt khẩu hình khớp hàm và chuẩn bị chắc làn hơi, nén giữ và sau đó phải bắn ra theo cái ý đồ của mình nha các bạn nha. Nào, nhìn cha, thương cha chi lớn không thành. Biển sóng thế cao một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Đó, đẩy thật mạnh. Chữ sóng có một cái mẹo nhỏ là khi chúng ta hát nốt cao, mình vẫn nói các bạn rồi, đó chữ O và chữ O chúng ta hơi hở cái răng trên lên thì nghe nó sẽ sáng hơn và dễ lên và rất là hạn chế được cái đau cổ các bạn nhé, đau xước và bị rát cổ các bạn nhé. Đây, mình lấy ví dụ hai ví dụ là khi mình chụt xuống thì nó giống cổ điển thính phòng quá. Đấy, mà khi mình mở lên thì âm thanh nó sẽ thoát và sáng. Tất nhiên là chữ O thì mình vẫn phải nói là chữ O, nhưng mà lợi dụng cái cảm giác về môi nữa nhé. Nào. Biển sóng mở xuống, biển sóng thét gào. Thét thì mở ra thì các bạn không bị sức cổ và âm thanh nó sáng. Còn nếu mà các bạn đóng thế này, biển sóng thì nó giống cổ điển quá. Biển sóng thét gào, cổ điển hóa quá nha các bạn nhé. Làm lại này, chữ sóng luyến lên nhé. Biển sóng thét cao, sóng luyến lên mạnh mẽ, thét đổ xuống. Thét cao, thét cao, một ngày nhớ mẹ. Nhớ luyến lên, một ngày nhớ mẹ. Mẹ đổ xuống, luyến lên rồi đổ xuống luôn. Lấy hơi, sóng trào khơi xa. Sóng trào hát mạnh, khơi xa hát mạnh, ngân và rung to tát luôn nha. Cái này thì một hơi cũng được các bạn nha, nếu mà đuối quá thì các bạn lấy hơi sau cái chữ mẹ, còn không thì các bạn đi cả một câu thì nghe nó đã đời hơn. Nào. Biển sóng thét cao, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn, gió cũng như vậy, gió lướt lên mây đổ xuống, giống câu đầu tiên rồi, trời gió mây ngàn. À, chữ gió cũng hơi ở răng, gió nha. Mây ngàn mây thì chúng ta mây ngàn đổ xuống, mây ngàn nha. Làm lại nào. Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mình chú ý là các bạn có thể là trời gió mây ngàn lấy hơi, một ngày khóc mẹ, một ngày khóc mẹ, khóc luyến lên, khóc và đóng chữ cờ thì âm đóng. Một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao, sao luyến lên, sao rơi. Rơi hát thẳng và ngân rung và đẩy với chữ y mạnh mẽ một chút nha. Nào, trời gió các bạn làm cùng mình, 2 1. Trời gió mây ngàn, một ngày khóc
mẹ chẳng tàn sao rơi. Âm lượng lớn mạnh to tát ở hai câu đầu tiên này, nhưng mà câu thứ ba thì chúng ta sẽ phải giảm âm lượng để tạo ra một cái sự tương phản. Mẹ ơi, mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Rồi, nào. Mẹ ơi, mẹ ơi, tốn hơi một chút, giữ chặt và đẩy ra ngoài. Mẹ ơi, để với chữ y hơi rung, chữ ơi, ơi. Mẹ ơi, thế giới giới lưới lẽ mênh mênh đổ xuống mông nha. Mẹ ơi, thế giới mênh mông hơi mênh mông không bằng nhà mình, mênh mông không bằng không bằng đổ xuống luyến đổ xuống nhà mình nha. À, cũng khá là dễ thôi, các bạn làm cùng này. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tiếp tục. Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt. Nha. Tuổi thơ như chiếc gối êm, kìm lại. Tuổi thơ như chiếc hơi luyến thổi gối, gối, gối êm. Mình thì luyến như vậy, nhưng các bạn có thể là tuổi thơ như chiếc gối êm, nhưng mà mình thích thì mình luyến như này. Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già, êm cho luyến, êm cho tuổi già, giống cái chữ tuổi, tuổi hơi đổ xuống. Tuổi già úp úp mặt, hoặc là úp mặt, hoặc úp mặt. Đó. À, các bạn làm cùng mình hai câu này nhá. Mẹ ơi, hai một. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt. Rồi, có một cái câu cũng tương tự như vậy nhưng mà nó thay đổi lời các bạn nhé. À, dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Mình luyến chữ có. Vinh quang không bằng có mẹ. Giống tương tự thôi. Dù cho phú quý, luyến chữ quý lên. Dù cho phú quý vinh, vinh, đổ xuống vinh quang. Vinh quang không bằng có mẹ. Đó, cái điệp khúc chỉ có như vậy thôi. Và chúng ta đến với khổ tiếp theo. Nó là khổ bridge một tí, vậy chúng ta đẩy lên một chút cái giai điệu khác. Nào. Nó mà khá là căng các bạn nhé. Liên tục, nó cuộn trào luôn, cuộn trào luôn. À, vinh quang không bằng có mẹ. Mạnh mẽ này. Trèo lên dây đối thiên thai, ôi à, mẹ tôi trong áo mây vàng. Mẹ ơi, hãy dẫn con theo, ôi à, để con mãi mãi bên mẹ. Đó, mạnh mẽ nhá. Và chúng ta có thể lấy hơi. Trèo lên dây đối thiên thai, ôi à, lấy hơi. Mẹ tôi trong áo mây vàng, lấy hơi các bạn nha. Nào, lặp lại này. Trèo lên dây núi, luyến trên núi này. Trèo lên dây núi thiên thai, ôi à, trèo lên dây núi thiên, lấy chữ thiên, thiên đổ xuống, thiên thai, ôi ôi à, lấy hơi. Mẹ tôi khẳng định, mẹ tôi trong áng mây vàng, mẹ tôi trong áng mây vàng, khẳng định mây mây. À, mẹ tôi trong áng mây vàng. Rồi. Mẹ ơi, à, chúng ta không phải là mẹ ơi thì bình thường quá. Mẹ ơi, chúng ta có cái sự nghẹn ngào đấy, nhấn nó xuống chữ mẹ. Mẹ ơi, hãy dẫn con theo ôi a. Mẹ ơi, hãy dẫn con theo ôi a. Ôi, chúng ta luyến lên, lấy hơi. Để con mãi mãi bên mẹ. Để con mãi mãi luyến lên, bên đổ xuống, bên bên mẹ. Khá là khó hai câu này, mạnh mẽ cuộn trào lên. Nào các bạn làm cùng mình nhé.
2, 1. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ tôi trong áng mây vàng. Mẹ ơi hãy dẫn con theo ôi à, để con mãi mãi bên mẹ. Tương phản luôn câu thứ 3. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Hai câu này giống ở phần điệp khúc rồi nha các bạn nhá. Nào các bạn làm cùng mình luôn thôi. Nào. Mẹ ơi thế giới, mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Rồi còn một khổ nữa. Biển sóng thế cao, một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Đoạn này thì nó giống khổ trên là điệp khúc rồi, nên là mình sẽ không hướng dẫn lại nha các bạn nhé. Cái hai câu cuối cùng để kết này. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ tôi về đâu. Nào, trèo lên dãy núi thiên thai. Trèo lên dãy núi, núi là lên lên. Trèo lên dãy núi thiên thai. Thiên lấy mạnh nhấn ở đó và đổ xuống như thai. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à. Ôi à, tao nó hát nhanh nhá. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ tôi về đâu. Chữ đâu là một chữ khá là khó hát, thì các bạn hát chữ đầu, có thể hát chữ ớ ấy, trước ngân dài và kết thúc thì chúng ta mới đẩy về chữ u các bạn nhé. Nào các bạn nhìn môi mình này. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ tôi về đâu. Ngàn năm mây trắng bay theo ôi à. Tương tự. Ngàn năm mây trắng, trắng nào lướt lên. Ngàn năm mây trắng bay, bay tao lấy giống như thiên ấy. Ngàn năm mây trắng bay theo ôi à, mẹ ơi. Ngân dung và giảm âm lượng. Mẹ về đâu. Các bạn là làm lại cùng mình hai cái câu cuối cùng mạnh mẽ nhá. Nhớ các cái chữ cuối cùng là có chữ U hay là chữ Y. Đấy, các bạn phải nhớ là chữ Y thì chúng ta ngân là Y, U thì chúng ta là U. Gọi là nhả chữ trong vai trò chữ các bạn nhé. Nào, trèo lên nào. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ tôi về đâu. Ngàn năm mây trắng bay theo ôi à, mẹ ơi. Mẹ về đâu. Đó. Và vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau tập luyện xong ca khúc Mẹ Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là một ca khúc khá là khó hát, khó cả về giai điệu, ngân dung luyến láy, khó cả nốt cao và khó cả xử lý âm lượng. Nên chúng ta sẽ chia nhỏ và tập dần dần các bạn nhé. Hy vọng với những hướng dẫn vừa rồi thì giúp các bạn có thể hát tốt hơn các khúc này. Và trước khi video kết thúc thì các bạn đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký, những lượt chia sẻ và hãy comment những ca khúc các bạn yêu thích phía dưới. Chúng ta sẽ tập luyện với nhau nhiều hơn trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.